sáng ngày 6 tháng 1, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Văn Đầu tổ chức tổng kết công tác đảng chính quyền năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tới sự có đồng chí Lê Toàn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Phạm Quang Phong, Trưởng ban tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận năm 2021, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Văn Đầu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đều tăng so với năm 2020, thu ngân sách vượt 2,9% dự toán quận giao, các lĩnh vực đô thị, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm thực hiện, quốc phòng an ninh giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng được triển khai hiệu quả, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2021, Đảng bộ phường Văn Đầu đã kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng. 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12,69% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 87,31 đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Văn Đầu tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, tập trung chỉ đạo công tác đại hội cựu chiến binh, đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 tại hội nghị Đảng ủy phường Văn Đầu tặng giấy khen cho 6 chi bộ, một đoàn thể chính trị phường, 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021, biểu dương 70 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ủy ban dân phường tặng giấy khen cho 16 tập thể hoàn thành xuất sắc, 12 tập thể hoàn thành tốt và 51 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.